Kiều Trinh xíu, từ hot girl vườn đào đến diễn viên nổi tiếng và cuộc sống xả xỉ dù không đóng phim, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đáng yêu cùng lối diễn xuất tự nhiên, Kiều Trinh xíu nhanh chóng trở thành diễn viên trẻ được khán giả yêu mến. Sau một vài vai diễn, dù không tích cực hoạt động nghệ thuật, Kiều Trinh xíu vẫn sở hữu khối tài sản đáng ngạc nhiên. Trước khi nổi tiếng là diễn viên, Kiều Trinh xíu là hot girl thế hệ 9X, được fan đặt cho rất nhiều biệt danh đặc biệt như hot girl vườn đào, thiếu nữ đẹp như tranh, cô bé trà sữa phiên bản Việt, búp bê sứ. Hiện tại cô nàng đang là người mẫu ảnh và diễn viên. Cô tham gia vào nhiều MV ca nhạc lớn, trong đó có diễn xuất cùng Sơn Tùng MTP. Kiều Trinh có tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Kiều Trinh. Cô sinh ngày 15 tháng 5 năm 1994 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp chuyên ngành marketing của trường quốc tế BSB College. Kiều Trinh không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi giang. Kiều Trinh thành thạo ba ngoại ngữ là Anh, Pháp và Trung. Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục theo học ngành quản lý nhà hàng và khách sạn tại Đại học Hoa Sen. Bất ngờ nổi lên sau tấm hình bị chụp trộm khi cô đang mua bánh tráng trộn năm 2014. Chính vẻ đẹp trong veo và nụ cười dễ dàng của cô đã làm cộng đồng mạng điên đảo. Chính sự nổi tiếng bất ngờ đã đưa cô đến gần với sự nghiệp sau này. Được biết nhiều nhãn hàng thời trang nhắm đến, Kiều Trinh làm mẫu ảnh và chụp ảnh bìa cho một số tạp chí lúc bấy giờ. Ngoài ra cô cũng tham gia làm MC cho một số chương trình về công nghệ. Biệt danh hot girl vườn đào đến với Kiều Trinh rất bất ngờ. Sau khi bức ảnh chụp tại vườn đào bất ngờ lọt top 155 bức ảnh ấn tượng nhất năm 2006 do phóng viên Reuters chụp, Kiều Trinh nổi lên với vẻ đẹp thuần khiết của cô thiếu nữ cùng bộ áo dài truyền thống Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam mà cô còn được nước ngoài biết đến bởi Reuters là một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới. Từ đó nhiều người gọi cô là hot girl vườn đào thay vì cái tên Kiều Trinh như trước đây. Sự nghiệp của Kiều Trinh bắt đầu phát triển sau bộ phim Em Chưa 18. Mặc dù chỉ là vai phụ nhưng được diễn xuất cùng với Katie Nguyễn, Kiều Minh Tuấn, nhưng cô vẫn được khán giả chú ý. Tất cả đều nhờ vào lối diễn xuất đặc biệt của mình. Kiều Trinh xíu tham gia vai diễn Phương Xù trong bộ phim Em Chưa 18. Dù không xuất hiện quá nhiều trong phim nhưng đây lại là nhân vật hút fan của bộ phim. Câu nói có một số người không phải là nắng mà cứ thích chó chang cực kỳ nổi tiếng lúc bấy giờ cũng từ cô nàng mà ra. Ngay sau đó Kiều Trinh đã được đảm nhận vai nữ chính và đóng cùng với Sơn Tùng MTP trong phim Âm Bản. Có lẽ chính sự duyên dáng và khả năng diễn xuất ấn tượng, Kiều Trinh xíu một lần nữa tái xuất màn ảnh, nhưng lần này cô được giao một vai diễn lớn. Trong phim Ông Ngoại Tuổi 30, cô vào vai Mi Trần, một người mẹ đơn thân. Cô chọn cho mình hình tượng nhẹ nhàng và hiền lành, thay vì trở thành người mẹ lắm lĩnh như Park Bo Young từng thể hiện. Cũng chính vì lý do đó, nhiều khán giả đã đặt cô lên bàn cân so sánh. Thế nhưng Kiều Trinh cho rằng, vốn dĩ một bộ phim remake và các diễn viên của bộ phim đó sẽ luôn bị đặt vào tình trạng so sánh, đối chiếu ngay từ khi mới công bố dự án. Trinh cũng dự đoán, có thể sau khi phim công chiếu vai diễn của mình sẽ được quan tâm nhiều hơn vì chị Park Bo Young đã thể hiện rất xuất sắc trong bản gốc. Không những vậy, cũng có không ít người e ngại vì họ cho rằng Trinh có gương mặt hao hao chị Park Bo Young nên càng dễ bị so sánh. Nhưng thú thực điều này không khiến mình cảm thấy áp lực, mà ngược lại, mình coi đây là lợi thế và cơ hội để mình có thể chứng tỏ được năng lực của bản thân. Năm 2017 là năm mà Kiều Trinh bừng sáng khi những sản phẩm mà cô tham gia đến với khán giả tạo được hiệu ứng mạnh. Sau khi bước ra từ Ông Ngoại Tuổi 30, Kiều Trinh xíu không vội vàng lao vào nghề diễn xuất mà cô luôn giữ tâm thế học hỏi, rèn luyện những kỹ năng diễn xuất của mình nếu thật sự muốn đi theo con đường này. Cô đã tiếp tục góp mặt trong Cà Chớn Anh Đừng Đi, Gia Đình Là Số 1 và Pháp Sư Mù. Từng ấy vai diễn trong suốt 4 năm không phải là một con số quá lớn đối với một gương mặt tiềm năng như Kiều Trinh xíu. Đến nay cô nàng vẫn khiến nhiều khán giả mong chờ một màn tái xuất thật ấn tượng. Bước sang năm thứ 5 ở làng giải trí, Kiều Trinh xíu từ nàng hot girl xinh đẹp, nữ tính cùng đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng, giờ đây đã trở thành một quý cô thực thụ. Ở một phiên bản tốt hơn, Kiều Trinh vẫn đang trau dồi bản thân. Cô thường xuyên xuất hiện ở các trang tạp chí thời trang và các biển quảng cáo, dù tạm ở ẩn với màn ảnh, dù không hề khoe khoang, nhưng có thể nói Kiều Trinh xíu chính là một nữ đại gia khi có thể tự mua xe tiền tỷ và sở hữu những món đồ hiệu đắt đỏ mà nhiều người mơ ước. Sở hữu vẻ đẹp mong manh, nhưng cô nàng Kiều Trinh lại là một người rất mạnh mẽ. Quan điểm sống của cô rất tự chủ từ công việc cho đến cuộc sống. Khi chỉ mới 23 tuổi, cô nàng đã có thể tự tay tậu xe cho riêng mình. Với mơ ước được đi du lịch khắp nơi, Kiều Trinh đã dành dụm nhiều năm để mua được con xe Audi đắt tiền. Cô cho biết, bản thân mình không muốn nhờ vả vào bất kỳ ai, kể cả gia đình, chiếc xe chính là thành quả lao động suốt 2 năm không ngừng nghỉ của mình. Ngoài ra, Kiều Trinh còn cho rằng việc mình mua xe ở tuổi 23 thật sự không có gì đáng nói bởi nhiều người trẻ tuổi hơn cô đã có cả xế và nhà. Sau một thời gian vắng bóng ít được nhắc đến, Kiều Trinh mới đây đã xôn xao trên mạng xã hội trong lùm xùm vay nợ 3,5 tỷ mà không trả. Đến tối ngày 25 tháng 4, Kiều Trinh xíu cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cho biết cô lấy tiền của riêng mình và phần còn lại của người thân để cho bạn N mượn. Tuy nhiên thời gian gần đây, N nhiều lần khất hẹn khiến Kiều Trinh bị ảnh hưởng. Đối với mình, số tiền 2,1 tỷ là tiền nhàn rỗi nên cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Trước khi nhận tiền từ người thân thì mình cũng dặn nếu là tiền nhàn rỗi thì cho N mượn, nếu không thì thôi. Nhưng mà mình lại không ngờ lời dặn của mình với người thân lại không được tôn trọng, nên cũng đã để lại những tin đồn thất thiệt đang xảy ra xung quanh, cô nói. Đặc biệt, Kiều Trinh cũng khẳng định không liên quan và chưa từng vay mượn tiền của chủ nhân bài phốt.
Đến khuya cùng ngày, HH tung loạt tin nhắn giữa Kiều Trinh Xíu với những người được cho là chủ nợ. Qua nội dung chia sẻ cho thấy cách nói chuyện của cô khá sức sược, thậm chí còn chửi bới chủ nợ. Chia sẻ với truyền thông, Kiều Trinh Xíu cho biết sẽ không đề cập gì đến ồn ào kể từ bây giờ, bởi cô đã ủy quyền giải quyết vụ việc cho luật sư. Kiều Trinh khẳng định bản thân không làm gì sai và luôn tôn trọng pháp luật.